Tính đến nay, toàn tỉnh có 119 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng các cấp, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang mù căng trải, 12 di tích quốc gia và 106 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Yên Bái còn có 714 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 4 di sản văn hóa được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm lễ cấp sắc của người Giao huyện Văn Yên, nghệ thuật xòe thái ở Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, lễ hạn khuống của người Thái, thị xã Nghĩa Lộ, lễ mừng cơm mới của người Mông, huyện Mù Căng Trải hiện nay tỉnh yên bái đã phối hợp với viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam và các tỉnh lai châu sơn la điện biên hoàn thiện hồ sơ nghệ thuật xòe thái trình unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại để bảo tồn phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa cũng như các di tích văn hóa của các dân tộc thiểu số trên địa bàn trong thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch tăng cường quản lý tôn tạo phục hồi phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh đồng thời hỗ trợ tôn vinh các nghệ nhân có công trong việc bảo vệ truyền dạy phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc